Đây một em nè cả nhà, hết thế rồi, cả ký rồi con này nè. Một em tắng ở trên nó nhìn đứng đâu có một con màu à. Và đây anh em nữa nè cả nhà, còn sống không ta, còn sống luôn cả nhà. Ừ. Hai em một tay lưới. Ui con này có trứng rồi nè cả nhà. Ui nó ăn cái gì chứ không phải trứng, bụng nè, quá thế rồi. Ui nặng thiệt rồi cả nhà ơi, năng chịch thật dữ rồi. Ôi vô con gắn nè cả nhà, ngũ hành nè cả nhà, quá thế rồi. Còn cái cuối cùng hên sót lại nè cả nhà, dữ lắm rồi, con này gần 1 kg cả nhà. Cả nhà hai con chứ phải một con cả nhà ơi. Ôi ôi tiếng đâu hai con tầm 1 kg mấy, tăng dở lên nó nặng kịch. Cuối cuộc lại hai con nhỏ nè cả nhà, con to nè, con to này là con cái nè, con nhỏ này là con gắn đực nè. Cái con gắn cái thì từ cái cái của nó xuống đây nè cả nhà, nó có một khúc à, nên nó có cục con khúc à. Còn con gắn đực á thì từ sáng rồi cả nhà ơi, lại một buổi sáng nữa bắt đầu rồi. Tấn chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và luôn luôn thành công trong mọi công việc. Hôm nay góc nhỏ miền Tây tiếp tục đi thăm lưới gắn dưới bẫy gắn nè cả nhà. Tấn cũng vừa mới ra tới địa điểm thăm nè. Khu này là cái khu ngoài hè mình á. Đồ nghề của Tấn cũng như thường lệ rồi cả nhà. Một gọng gắn mối nè. Tấn không có chuột thì Tấn lấy gắn mối Tấn đặt cả nhà. Gắn mối với hai cái túi lưới nè cả nhà. Ở ngoài hè này Tấn có dăng 4 thẻ lưới gắn cả nhà ơi, với 3 cái bẫy gắn. Ở đó kìa, Tấn thấy hồng dính nữa kìa, 2 tay lưới. Còn ở dài dài bên đó nữa, bữa nay Tấn thăm là 30 tay lưới với 15 cái bẫy gắn. Hy vọng bữa nay có gắn nhiều nhiều rồi Tấn quay cho cả nhà xem. Tấn mời cả nhà theo chân Tấn góc nhỏ miền Tây đi thăm bẫy gắn cả nhà. Hy vọng dính gắn nhiều nhiều và Tấn quay cho cả nhà xem. Ôi ở dưới đây có mấy cái bông này, bông hình như là cái bông này bông gì cái nhà, bông mình bát hay vậy, không phải. Để Tấn qua bên đó Tấn thăm trước. Ở trong đây Tấn có đặt một cái bẫy gắn với Tấn dặn hai ta lưới cục luôn cả nhà, Tấn dặn nối luôn, mới dằn bữa hổm thì Tấn dằn bên kia nó không có dính rồi Tấn dời qua đây. Sát nhà mình luôn. Ôi hai cái lưới gà nó bư, dầm lá tre nó dính kìa cả nhà, không có rồi. Gà nó bư quá bư. Còn cái bẫy gắn của Tấn nè, đặt phần màu gắn mối luôn, bẫy gắn đầu tiên bữa nay. Ui Tấn thấy có phần rồi kìa cả nhà ơi, nè vừa ra có thấy có phần rồi nè, có hàng có hành luôn cả nhà, con hành đầu tiên. Anh nị nhóc là trơn phăng luôn nè cả nhà, con hành nhỏ xíu à, cũng chừng cỡ 2 lạng. Tấn bắt nó ra. Anh nị một đống phăng đi thăm bẫy gắn vừa lại là gặp phăng là biết chín ở trống rồi cả nhà. Tấn cũng vừa tới cái địa điểm thăm lưới gắn nè cả nhà, địa điểm mới nè. Bữa hổm Tấn có dăng này một tay nè, cái luồng này luồng mới luôn cả nhà. Xe Tấn để đó, Tấn mới đi ngang Tấn dòm xuống á cả nhà, Tấn thấy dính được cái con gắn mà không biết con gắn gì nữa. Tấn đi vô Tấn quay cho cả nhà xem, rồi Tấn gỡ. Ở trong đây ngay chăng cái ổ bìm bẹp luôn cả nhà, quá thế bìm bẹp năng ngốc rồi nè, kìa nó bay kìa. Bữa nào quản thì Tấn đi mới được bẫy. Cái gà Tấn cũng không có không nữa cả nhà, bài nữa
cái con hình như hai con cả nhà ơi, hình như một tay lưới một hai con gắn gì đó. Ui Thắng thấy như hai con rồi, hai hay một. Ui, một cặp luôn cả nhà ơi. Vô hàng rồi nè cả nhà, cặp con ngựa luôn, quá đã luôn. Ôi ơi, đây một em nè cả nhà, hết thế rồi, cả ký rồi con này nè. Một em tắng ở trên nó nhìn tưởng đâu có một con màu à, là đây anh em nữa nè cả nhà. Còn sống không ta, còn sống luôn cả nhà. Ừ, hai em một tay lưới. Ui con này có trứng rồi nè cả nhà. Ui, nó ăn cái gì chứ không phải trứng, bụng nè, quá thế rồi. Tay lưới này, tay lưới dài của tắng nữa. Ừ, dài khoảng 2 mét từ ở đây nè cả nhà. Được một con, đó một con nữa nè, một tà lưới dính hai con gắn hồ ngựa. Ừ, bẹp bẹp đang ốc nè cả nhà, lừ hết trơn luôn. Ôi ôi đã, để tăng gỡ nó kìa. Tăng cũng mới gỡ gà nè cả nhà, được con rồi nè, còn một con ở trên đây nữa nè. Ôi ôi đá gì đâu, hết thế thì chứ. Ừ, nè cả nhà, nó cắn cái con kia, được hai con con ngựa luôn nè cả nhà. Lần đầu tiên cái mùa này tắng chăn lưới dính được hai con con ngựa, một ta lưới một á cả nhà, hậu chó nè, một ta lưới dính được một cặp gắn hổ ngựa. Tắng cũng vừa mới tới cái địa điểm cái luồng vẫy cũ nè cả nhà. Tắng đặt bữa hổm tắng ngoài đó, tắng đặt cũng đó, đặt một cái nè. Cái này tắng dở thì dính rồi nè, dính được con này có hai lạng. Tại con người ta đứng đó hoài rồi tắng ta không có bắt gà, tắng dở tắng đem đây tắng bắt cho quay cho cả nhà xem nè cả nhà. Bữa nay tầm 7 gắn thì được hai con hành nè. Cấp nãy thì cái luồng mới thắng dân nó bị ở dưới đó đó, thắng thầm thì được có hai con hôn ngựa cả nhà. Cái luồng đó thắng dân là tới 5 tay đó, 5 tay mà được hai con hôn ngựa. Ở dưới đây thì thắng cũng có một cái bãi gắn nữa nè, thắng xuống thắng thầm luôn rồi thắng lên thắng bắt con gắn đó, rồi thắng đi đặt lại. Trong cái bụi này cả nhà, bên bụi chè đó tắng không có dằn một tà lưới nữa đó, mấy gài không có dính nữa nhà. Cái bụi chè đó im, bụi chè trong đây nè im dữ dằn luôn mà dằn không mấy cử, không có dính. Cái bẫy này chắc không dính đâu á. Nè cả nhà, biết dính không? Không dính nè cả nhà. Tắng cũng đi lại đây nè cả nhà, tắng thấy cái con chim gì nó dạng khì mà kế bên luôn nè cả nhà. Con chim thấy chim gì á, dạng ghê luôn. Đang thù lùi nè cả nhà. Ừ, khoảng tầm có hơn 1 mét à. Nè, chừng có 1 mét rưỡi à, đứng hết đó. Kìa nó đứng kế bên nữa kìa cả nhà. Kìa nó không có bay, không biết phải con chim khách đâu nữa, hình như không phải, nó đang thù lùi rồi cả nhà nè. Kế bên nó bay quanh đây nữa nè cả nhà, không biết phải con chim khách không nữa, dạng khì à. Thì tắng đi đặt cái bẫy gắn cả nhà, ở đằng đó có người dòm dòm hoài. Tăng tới cái địa điểm này, cái lợp tăng đặt dưới đó kìa cả nhà. Trong đây chó sủa quá sủa luôn. Mấy tăng thầm thầm có không? Cái lợp tăng che lại nè cả nhà. Tăng đặt thường thường theo mấy cái đống gác chứ mấy đống cày gì nè. Hỗn hành nó ưa ở trong đó đó.
rồi gắn bó ngẫm này nè cả nhà, kiến không biết dính không nữa. Bên sông cũng có ngừ nữa kìa. Đập bẫy gắn này thì sợ nhất người ta thấy cả nhà ơi, nhầm người người ta câu, nhầm người người ta không. Ui có hạch luôn cả nhà ơi, em hành nữa nè, quá ngon luôn. Tấn đi lại chỗ nào không có ngự thì Tấn bắt nó ra, Tấn bỏ lên xe đi, được con nữa nè. Tấn lại cục trống nó ra rồi Tấn bắt, Tấn quay cho cả nhà xem. Con hổ hành nữa nè cả nhà, được 3 con hành này. Con này có 3 lạng cả nhà, 3 lạng mấy. Tấn thăm nãy giờ chừng có 10 tá lưới chứ gì, dính được 2 con hổ ngựa. Với Tấn thăm nãy giờ chừng có 6 cái bẫy gắn à. Dính được 3 con hành này nè, cũng có lý á cả nhà. Còn quẩy còn lợp cũng nhiều lắm mà xa xa không à. Để Tấn thăm khi nào tới lợp, cái nào dính thì Tấn quay cho cả nhà xem, cái nào không dính thì ít, Tấn ít có quay lắm cả nhà, sợ mất tốn thời gian á. Tấn nãy giờ Tấn thăm bẫy gắn á cả nhà, Tấn thăm mấy cái sau nó không có dính đâu cả nhà, kẹt đầu với nó ngẫm không à, gắn nhỏ nhỏ không à. Giờ này bắt đầu Tấn đi thăm lưới gắn nè, dưới đây Tấn cũng có một tay lưới nè. Tấn về trên cánh đồng nhà của Tấn nè cả nhà, dài theo mấy mé này, xa xa có con tay dưới bên sông nữa. Tấn xuống đây Tấn coi thử có dính không. Tấn cũng vừa mới tấp xe lại, bữa nay 15 cái bẫy gắn dính, Tấn dính là Tấn đếm là như là 6 con gắn cả nhà, 2 con kia nó kẹt đầu nó ngẫm rồi, nhỏ quá, như một cái bị người ta lấy. Tấn thấy thẳng lứ kìa cả nhà, xe lứ rồi kìa nè. Dập gì tẩm tẩm này, con gì gì nó lên xịn luôn kìa cả nhà, cá chuối gì nè. Ôi cái gì kìa, cá lóc gì. Ôi ôi con hổ ngựa cả nhà ơi, cái đuôi nó nằm ở dưới nước luôn á kìa, nó quậy dưới đó kìa, ở dưới đó kìa. Tấn tưởng đâu con cá không à, cái này mà người ta đi xiệt ngang người ta gặp là xiềng luôn kìa. Ồ con ngựa nó vàng này cả nhà. Ôi ôi hung quá. Tấn bắt nó, nó quắn, trời ơi xém nó, nó hút vô cái tay Tấn này nè cả nhà. Hùng ghê. nó quắn dùm lên xịn nè cả nhà, tuốt một đống ở dưới đây nè nè. Tấn tưởng đâu cái con cá lóc không à, lứ nè, nó thẳng băng lên, đi lại gặp thẳng lứ gì là phái lắm cả nhà. Để Tấn gỡ nó ra, bữa nay vô nguyên bài, nguyên bài ngựa cả nhà. Được em ngựa mới lên nè cả nhà, nhiều đây được 3 con ngựa rồi, bữa nay vô nguyên bầy rồi cả nhà. Quá đã luôn, phê quá phê. Để Tấn đi thăm tiếp cả nhà, giết giết về mà Tấn giao gắn cho người ta nữa, người ta đợi mua gắn ở dưới đặng ta đi đám đó cả nhà. Gắn con ngựa này bự gì mà không có giá cả nhà, chừng có trăm ngoài à, 140-150 trở lại, bự nhất là 150 à, vừa vừa thì 130-140 rồi cả nhà. Tấn đi tới đây gặp hai cha con của canh đó câu cái gắn mối nữa, câu hay lắm, một đống luôn ở trên xe, câu sáng giờ luôn á dưới cân. Câu dế bù cào anh, cào được mấy con rồi, dạ cũng im rồi, trong cái bao đó một đống gắn mối luôn kìa cả nhà. Đâu lại đặng quay cái giờ nè cả nhà,
nhiều đây cũng có cái máy nè, gắn mối của anh đó với em đó câu nè. Nhiều đây cũng có một cái máy rồi đó. Ở quê đắng thì người ta câu nhiều lắm. Để tắng đi thăm cái nhà gì này, nắng quá nắng rồi. Tắng thăm nãy giờ cái tay thì ở dưới đó đó cả nhà, nó không dính này. Tắng đi ra cái chỗ này nè, ở đây cũng có một tay lưới nữa. Hôm hổm tắng dần dính được con gắn nước rồi, cũng lâu rồi. Ủa có hàng luôn kìa cả nhà, vừa vô nè. Ôi con gắn nước nó to nè cả nhà ơi, vô nữa rồi, bữa nay trúng rồi cả nhà ơi. Nè con gắn nước này nó to lắm, hết thế luôn. Bữa nay là con gắn nước này đầu tiên luôn cả nhà, sáng giờ chưa dính con gắn nước nào hết, toàn là hổ ngựa không à. Dính vô cái mang cá nè, lưới này là lưới ba phân, lưới ba phân thì nó dính con gắn nó không có vô sâu cả nhà ơi. Mí mí ở ngoài này nè, dính ngoài đầu mà. Con nào bự quá thì nó dội lưới. Ôi vô đá nha. Để tăng gà tăng lấy cái kéo rồi tăng gỡ cái nhà. Dắt chiếc xe lại để tuốt đằng kia. Dạ, ôi ôi, cái gà tre. Cái tay này tắng mới thăm này, nó không có dính nè cả nhà. Tay này im lắm. Cử thì cử là nó có gắn nè. Dính gắn là gắn nước không à. Đang lấy chiếc xe tắng vô. Tắng cũng mới chạy qua cái đường ở bên sông nè cả nhà. Còn có mấy tay lưới nè. Trên đó còn thưa thưa có một tay hai tay nữa cả nhà. Tắng chạy ngang đây nè. Tắng ghé tắng thăm cái tay lưới chỗ đó mà nó không dính này. Tắng nhớ trực để đây. Tăng còn một cái lập gắn nữa nè, ở trong cái bụi tre nè cả nhà. Bữa hổm tăng đặt ở đây nữa là ngày 5 ngày rồi cả nhà. Bữa đó tăng đi lên tăng cầu gắn mối, tăng đem theo con cái à. Rồi tăng đặt ở đây, rồi tăng không có nhớ nữa. Tăng mới đi ngàn này tăng thầm cái tà lưới gắn nè, cái dưới đó đó cả nhà. Tăng sao nghiệm nghiệm sao phải nhớ là cái lập gắn nè. Đi vô đây nó khó khăn quá. Chỗ này ấm lắm cả nhà. Dùm nguyên bụi trời gai nè, ở trong đây thì nó có cái bọng. Tăng dục cái lập gắn vô đây, bữa hổm tăng bỏ hai con gắn mối vô cái lập này nè. Nè cái nhà dơm nè, nguyên cái đống trời gai tre nó bọng lỏng rồi cả nhà. Ấm lắm. Cái tre này tăng dằn lên nè. Ồ nặng dữ lắm rồi cả nhà ơi. Nặng rồi, nặng rồi. Giờ mà có cái cây, cái cây nào nó dướng không, đừng nó mừng hụt à. Nó dướng nặng nặng á, tưởng đâu dính đó cả nhà. Dỡ lên cái lập không, ui nặng thiệt rồi cả nhà ơi, nặng chịch rồi, dữ rồi. Ồ vô con gắn nè cả nhà, hủ hành nè cả nhà, quá thế rồi. Còn cái cuối cùng hên sót lại nè cả nhà, dữ lắm rồi, con này gần 1 kg cả nhà. Để đăng lên tấm quay cho cả nhà xem dưới đây nó cỏ dưới gai không. Ôi ôi quá đã luôn. Trong này im dữ lắm luôn. Trong nếu tăng không nhớ là sót bỏ luôn cái lọt này luôn rồi cả nhà. Nè con gắn hoành, cái lọt của tăng là cái lọt bự, bự lắm. Nó muốn bít luôn nè cả nhà. Chiếc xe đang để thuốc đắng nè. Dưới cái mít nè. Ta lữ bà phân gử và hổm tắng đi ngang tắng văng nè. Chứ tắng đặt cái bẫy này lại nè. Rồi tắng không có nhớ. Rồi tắng thăm ta lữ này rồi tắng mới nhớ lại. Còn cái bẫy này nữa nè. Tăng mới mở ra, tăng thấy cái này nè cả nhà, hai con chứ phải một con cả nhà ơi. Ôi ôi tiếng đâu hai con tầm 1 kg mấy, tăng dở lên nó nặng kịch.
Rốt cuộc lại hai con nhỏ nè cả nhà, con to nè, con to này là con cái nè, con nhỏ là con gắn đực nè. Cái con gắn cái thì từ cái cấy của nó xuống đây nè cả nhà, nó có một khúc mà nên nó có cục con khúc mà. Còn con gắn đực á, thì từ cái đuôi cái nó xuống á, thì nó dài hơn con gắn cái, nó thua, nó thon á cả nhà. Con gắn cái nè có một khúc nè. Tấn cũng chia sẻ cho mấy anh em nào mà muốn nuôi gắn hổ hành mà không biết phân biệt được con đực con cái á, thì Tấn chỉ cho mấy anh em biết nè. Con gắn đực này, thấy nó ốm từ cái chóc đuôi nè cả nhà, nó dài ra, nó dài nó ốm cả nhà. Ôi ôi, không đã gì đâu, lâu lâu bữa nay dính được cặp, một cặp hổ ngựa rồi một cặp hổ hành luôn cả nhà. Bữa nay được một cặp hổ ngựa rồi được một cặp hổ hành luôn. Tăng tới cái tài lưới cuối cùng rồi nè cả nhà. Nãy giờ tăng thăm hết trơn lưới với 7 rồi cả nhà. Tài này nữa là tài cuối cùng luôn. Tài lưới này là 3 phân gửi nè. Ui sập lưới kìa cả nhà. Ui sập lưới rồi. Không biết dính không nữa. Dính cả nhà. Nó nhúc nhích ở trong cái đống lá cây đó kìa. Tăng không biết con gắn gì nữa. Con lồi nó lên này. Ôi cái con gắn nước cả nhà ơi. Nó nằm nè nó ồ nó nghịch lưới nè cả nhà. Nó tuốt ở dưới máy nước đây. Để Tấn tắt máy, Tấn bắt nó lên rồi Tấn quay cho cả nhà xem. Dính. Ta lưới cuối cùng luôn cả nhà ơi. Lưới 3 phân rưỡi nè. Biết to hay nhỏ nữa. Nó nằm sát ở dưới luôn rồi nè. Quấn cứng ngắc này. Con gắn nước nè cả nhà. Tăng mới đem lên nè. Nó quấn nó đầu tuốt ở dưới á. Lưới này lưới 3 phân rưỡi. Dính con gắn này nó cũng to lắm cả nhà ơi. Có 5 làng á. Chứ không có nhỏ đâu. Mất thế con gắn nước không. Quá đã luôn. Cái ta lưới cuối cùng. Nó mới dính nè cả nhà. Con gắn này có 5 làng á cả nhà ơi. Để Tấn gỡ, gỡ nó ra. Nhìn nè, hết thế con gắn nè. Tấn cũng thầm hạt chân 7 rồi cả nhà ơi. Bữa nay được nhiêu nè. Ôi ôi, cái tay của Tấn. Cái túi này bự lắm cả nhà. Tấn đón bao nhiêu đây cũng cỡ 3 ký mấy, gần 4 ký cả nhà ơi. Đi về nhà Tấn căng. Bữa nay vô kèo rồi. Tấn thăm thì 2 lò 7 cả nhà ơi. Lưới dưới bị gắn luôn. Dần 7 không có thì thăm lưới không có thì thăm 7 cả nhà ơi. Hai cái nó kết hợp nó cũng im lắm. Hai cái ta lưới này nè cả nhà. Cái tài này đắng neo neo thế nào cũng có dính gắn bự à. Cái giường này Tấn chưa có vô văn chứ chưa có ai bắt hết trơn. Có gắn bự nó bò qua bò lại hoài à. Tấn cũng thấy lúc trước á. Cái Tấn quay bao gắn cho cả nhà xem. Rồi Tấn về giờ này chưa cả nhà. Được bao nhiêu nữa cả nhà. Bữa nay Tấn đón cũng có 3 ký mấy 4 ký. Ồ cái con gắn nước nó hung nè cả nhà. Vô đây nó cắn mấy con gắn kia liền nè. Nó hung lắm. Tấn thầm có 15 cái bẫy gắn nè. Mà dính cái cuối cùng Tấn nhớ là dính được á. Một cặp hổ hành nè. Con này chắc vô được gắn nhì quá cả nhà. Tấn thì chia sẻ cho mấy anh em nào mà chưa có gành đó cả nhà. Không phải trong nghề á. Trong nghề bẫy gắn thì Tấn chia sẻ. Mấy anh em nào trong nghề bẫy gắn thì Tấn thành thật không dám chia sẻ. Mấy người đó thì lúc trước Tấn cũng có học mấy anh em đó nữa cả nhà ơi. Học kinh nghiệm nhau rồi mình bẫy à. Anh nào anh bạn nào không biết thì hỏi thì mình cứ trả lời thôi. Ôi cái bao gắn bữa nay Tấn thấy bữa nay là nhiều. Không nhiều đâu cả nhà ơi. Bữa hổm Tấn thăm mà Tấn không có đi quay á, dính nhiều hơn cái này đó. Giờ này cũng trưa rồi. Tấn về Tấn đi giao gắn cho người ta nữa cả nhà ơi. Người ta đợi ở nhà. Góc nhỏ miền Tây xin kết thúc video tại đây. Tấn cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ kênh Góc nhỏ miền Tây. Tấn chân thành cảm ơn nhiều. Video Tấn có hay cho Tấn một lượt like, lượt đăng ký kênh để có thêm động lực Tấn ra video hay cho cả nhà xem.
còn mấy con gắn mối nữa nè cả nhà. Mấy anh em nào mà có chuột á thì đặt chuột đi, đừng có đặt gắn mối giống theo tấn, cũng dính gắn nữa. Mà con chuột thì đặt chuột nó nhạy hơn con gắn mối cả nhà ơi. Tại tấn không có rồi tấn mới lấy gắn mối này tấn đặt. Đặt cái con gắn mối này mấy anh em mới dùng khác, nguy hiểm lắm, đừng có đặt theo tấn. Con gắn mối này gắn lục cườm nó vô nhiều lắm. Tại tấn không có chuột á, mua không có nữa cả nhà, chỗ tấn xa xa không à. Mà tấn mới đi câu gắn mối tháng 7. Ở đây tấn có một tay lưới nè, bên cái giường bên đó cũng có một tay lưới 3 phân gử. Tấn nèo nèo ở đây thế nào cũng có chín con gắn cụ ở nhà, ai cũng thấy nó bò qua bò lại hoài. Con hổ hành á, bên đó thì có ổ ong gừng kìa, không có ai bắt hết trơn luôn cả nhà, to lắm, bự hơn cái mâm nữa. Ồ, bữa nay một bao gắn luôn.